Tôi đi đến cùng với gia đình. Tôi rất vui hôm nay đến được nhận ấn của đền Kim Bạc. Sau dịch 25 năm nay tôi mới về được đền Kim Bạc nhận được cái lá ấn này. Rất vinh dự hôm nay được lên đây để canh ấn và được nhận cái ấn này của Đức Thánh Trần ạ. Cái điều mà tôi mong muốn nhất đấy là cầu cho gia đình được mạnh khỏe bình an và quốc thái dân an ạ. Thank you.